Nguyễn Kim và tuần lễ vàng 2015, hàng loạt sản phẩm vàng, ưu đãi vàng, chăm sóc vàng dành cho khách hàng, hàng chục ngàn quà tặng tri ân mà không phải mua hàng. Đặc biệt mỗi tuần 10 đồng tiền vàng dành tặng 10 khách hàng vàng Nguyễn Kim. Nguyễn Kim và tuần lễ vàng chỉ có tại Nguyễn Kim.